Hello, xin chào tất cả các bạn và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắt liên quân từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 5% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này và ắt liên quân trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đến 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đồ mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đồ mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3,5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1,5 triệu này. Đấy, 1,7 triệu, 1,5 triệu ATM, 1,7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn là 450.000 này đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé, không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhá. Ok. Cứ bùa không chú? Cứ bùa. Cứ bùa luôn chú. Cướp à? Cướp bên chủ này nâng lấy với chiếu 2 đâu. Hai à? Em cho anh ta hai nhá. Khả năng chủ có cướp đỏ. Cướp đỏ này chú. Xong rồi. Quên mất đang thái nó đi. Đi nhầm quả. Cướp được nhanh. Lắm lẹ. Đó nó này tốc biến. Hết tung rồi, không kịp tốc biến. Ui xa quá. Xa cái gì để chủ đánh phá này được cháu. Về bùa đỏ chủ nhanh lên, bùa đỏ của chú. Nhanh lên, chưa cướp kịp đâu. À cướp kịp rồi. À chưa, sao comment đến đây. Nó ở trên đấy, nó làm gì đủ tuổi mà cướp của chú. Đây. Đánh không rồi chú ơi. Nát thọc. Cô đây 3-4 con lính thọc rồi ạ. Yên tâm, cái này còn chú sáng. Đây. Một viên. Hai viên. Nice. Làm gì con nước này? Lấy vừa bán để làm gì? Giết được luôn cháu ơi. Được. Ép từ đâu thế này đi, chúng mày chơi cái kiểu gì đấy? À chết cha, nó vưu hôi mua sánh kìa. Nó này mất cái trứng. Không kịp rồi à này. Ui sẽ bắn hen. Chào bắn hen. Quá bó đỏ nào vậy tụi cháu ơi. Đây chết rồi luôn nè. Trời. Một viên này. Hai viên. Rồi kéo rồi. Để nó đi. Tôi có một mình nha chú ơi. Một viên, hai viên, mày né à? Né hộ tao cái. Bánh heo lì chứ chơi game này anh em. Bánh heo nó lì chứ chơi game này. Mày né đi, né nè. Né hộ tao cái. Đây này, tao qua đây tao giết cái này là bánh heo nè. Nó đã ăn cái con quả nhỏ đấy này. Xong một khả năng nó đi đâu. Khả năng nó con này. Bắn người chứ bắn gì mà. Hỏi thừa mấy. Người bắn gì. Đấy hả ác quá chú ơi. Các bạn để cơn hao độc map không? Anh em được cơn lao độc mát chưa? Bắn người. Đây rồi. Qua đây là gặp bánh heo nè. Trong một mạng mọi người ơi. Cướp đỏ nữa hả chú? Cướp chứ, nó làm gì có chi chơi nó không cướp. Đây này. Làm gì có đá mà chiêu ba. Đừng cho phun chiêu luôn. Đấy làm gì. Đi qua lấy anh em ơi. Ai nhủ cái rách này mà giảm cân tan hay đi đi. Láo. Tha cái gì mà tha. Trời, đây bắn heo lên. Làm 3 viên trúng luôn rồi, ok, 3 viên trúng nhá. Rồi ăn mới xanh rồi đi. Ôi trời. Ares, minna yatsumae. Bái đi, các bạn ăn bắn heo à? Thì game này chủ đe tao bắn heo chết mà. Viên trúng nè mọi người, viên đầu tiên nè. Ok. Viên thứ hai nè. Đấy, trúng rồi đấy. Mình ít cướp rừng, rất ít cướp rừng luôn. Mà cướp là cướp đá thôi. Không cướp thì thôi các bạn ạ. Mà cướp là phải đá cướp. Chứ cướp bắn heo bao nhiêu sao? Ba. Một nó mới hai các bạn ấy chào ạ. Tấm cướp mà đã cướp là cướp cho em phải hôn. À, bị lỗi sai đó phải không? Phá này. Trời. Mấy cái lỗi sai vào đây. À này mình để con bô sánh này như nó này. Để con bô sánh này như bắn nhá. Nhưng mà khả năng khó. Xem nhá. Xem nhá. Không cướp thì thôi các bạn. Cướp là phải cho đá cướp. Đúng rồi, quái cá thì dưới đi. Bắn heo và nó giảm tham bô sánh này thôi. Xem nhá. Your team has destroyed a tower. Bắn heo ơi, xanh kia. Em ơi. Shut down. Adu. Bắn heo của màn ơi. Bắn heo của màng anh em ạ, mà ăn được cái màng sắt đao luôn. Mày cắt trời tao đi đừng có. Đừng mày bả mắt ra mà xem này. Xem đi nhá. Mắt màng nhĩ của mày đang. À, xá tường này. Bắn heo của màng đấy anh em ạ. Đang cái mắt to sao nè. Cái pha mà chào bắn trúng phát là chủ zone chết khả năng. Chào em sánh rồi đi, sánh rồi cho bị ra luôn á. Tám bằng thời gian các bạn nhé. 8001 phút 814 nhé. Đánh đi, đánh. Chỗ đánh đó. Áo bang quá đâu. Chó cho tôi Omen nó đánh một thôi tôi chán đi thôi. Rưng nó nón của em trai nơi sướng ạ. Anh mà con hành được nó thì cầm chi mi ra tay. À vâng. Mới phá được 3 con quái. Này, nói chính xác nhá, ba con quái nhỏ. Phải phát âm mới chính xác đấy, ba con quái nhỏ. Chứ không người ta tưởng là ba con bua chết cương lao. Ba con quái nhỏ. À không, treo 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 đấy. Tính sự các quân ta sẽ xuất hiện ở đường giữa. Chẳng lẽ để sắp đáo mình ngừa? Đây, nó đã farm đây các bạn này nhá, nó farm đấy này, đây chắc đét luôn farm thủ nhà đâu. Để cho anh em thông cảm nhá, thỉnh thoảng mình cái tinh vàng của cương lao vừa vã vừa vần này. Bá đường đâu đánh kiểu gì quý chú hát quá. Chọc đâu rồi, áp cá đây, chọc lóc ơi. Rồi xong. Lướt. Ôi, dám bá thằng cương lao đánh bạc ngồi chơi gì vơ vẩn hiếp nha các bạn nha. Phám vượt thời gian ạ, nó chốt văn hay in bao nhiêu mảng thì mình cũng không rõ nè. Đấy, phám vượt thời gian các bạn nhé. Nói chung mình chơi ná cái đó đấy thì thường là toàn bằng thời gian hoặc là tầm 80% thời gian thôi. Nói chung là mình phám được là cái thế mạnh của mình là phám, mình chơi phám tốt nhất, còn chơi thì vất vả. 33% sát thương, bắn hay in bao nhiêu? 11 màng các bạn.